Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thảo Hồng Sơn làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Đồng Văn. Giúp người tiêu dùng nâng cao nhận thức thông qua các gian hàng trưng bày, phân biệt hàng thật, hàng giả. Huyện Hoàng Su Phi đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 10 tháng 11, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 15, cũng là ngày làm việc cuối cùng của đợt 1 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15. Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hà Giang đã có ý kiến đóng góp vào dự án luật lưu trữ sửa đổi, dự án luật thủ đô sửa đổi và tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh khi thảo luận tại tổ 6, gồm đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Hà Giang, Đồng Nai và Sóc Trăng. Qua thảo luận, các ý kiến tại tổ 6 cơ bản tán thành sự cần thiết sửa đổi toàn diện luật lưu trữ năm 2011 nhằm khắc phục những bất cập hạn chế trong thực tiễn công tác lưu trữ hiện nay, để mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, toàn diện và hội nhập quốc tế. Đại biểu cũng đề nghị ban soạn thảo cần đối chiếu, thống nhất giữa dự án luật lưu trữ sửa đổi với các luật chuyên ngành. Đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hà Giang đề nghị xem xét lại một số điều khoản để đảm bảo cho lưu trữ tư nhân phát triển. Việc mà quy định về điều kiện tiêu chuẩn của các lưu trữ viên, rồi các cái điều kiện về cái tổ chức mà lưu trữ tư nhân, cũng như cái việc mà thông báo đến Bộ Nội vụ khi thay đổi chủ sở hữu, thay tên đổi địa chỉ của chủ sở hữu làm mất mát hỏng, cái này là của người ta, nó không gắn gì với nhà nước cả. Thế mà bây giờ mình lại quy định vào đây thì vô hình chung là ta đang làm thắt chặt lại và không để cho cái lưu trữ tư nhân nó phát triển. Theo tôi thì để đảm bảo được cái quyền lợi ích chính đáng của tổ chức cá nhân có tài liệu lưu trữ tư, đề nghị cơ quan soạn thảo cũng bổ sung và làm rõ thêm các nội dung quy định cụ thể về cái thời hạn tối đa mà nhà nước được sử dụng tài liệu lưu trữ tư là bao nhiêu ngày, và quy định nhà nước phải trả cái tiền phí cho tổ chức cá nhân có tài liệu lưu trữ tư này hay không, và trả như thế nào, và quy định nhà nước có cái trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại trong trường hợp nếu như mà làm mất hay là thất lạc, hư hỏng nghiêm trọng tài liệu lưu trữ tư như thế nào. Góp ý vào dự án luật thủ đô sửa đổi, các đại biểu Quốc hội đề nghị trong dự án luật cần nhấn mạnh vai trò, vị thế của thủ đô Hà Nội, góp phần vào ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội của đất nước, nên cần có những đặc thù, chính sách đột phá, mang lại hiệu quả thực tế, thiết thực cho người dân. Đại biểu Phạm Thúy Trinh, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hà Giang lưu ý các chính sách phải đảm bảo ổn định lâu dài, nhưng không được chênh lệch quá giữa Hà Nội với các địa phương lân cận để không tạo ra sự bất bình đẳng. Ngoài việc đảm bảo tính ổn định lâu dài thì nó được xây dựng trên cơ sở là các cái chính sách thí điểm đang thực hiện và cái việc mà tổng kết luật thủ đô hiện hành. Thế tuy nhiên thì không nên là các cái phép cộng của các cái chính sách mà đang thực hiện cơ chế thí điểm. Về các cơ chế chính sách xã hội trong dự thảo luật, các đại biểu Quốc hội đề nghị cần ra soát chính sách có quy định cụ thể để thủ đô phát triển toàn diện theo tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau. Chiều ngày 11 tháng 11, quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đã đến dự ngày hội đại đoàn kết với tổ dân phố số 5, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang. Cùng tham dự ngày hội có lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang và văn phòng Tỉnh ủy Hà Giang. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư, trong thời gian qua, 103 hộ tổ dân phố số 5, phường Nguyễn Trãi đã tập trung thi đua phát triển kinh tế, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Đến nay, tỷ lệ hộ khá giàu của tổ là trên 60%. Không có hộ nghèo, cận nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng một người một năm. Trong năm 2023, Ban Công tác Mặt trận Tổ quốc Tổ đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Tổ dân phố đã được phường công nhận Tổ dân phố văn hóa, 103 trên 103 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Nói chuyện với nhân dân tổ 5 phường Nguyễn Trãi, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố đánh giá những kết quả mà nhân dân tổ dân phố đã đạt được trong thời gian qua là tương đối toàn diện, đã góp phần vào kết quả chung của toàn thành phố. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân tổ 5 phường Nguyễn Trãi phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chung tay xây dựng nếp sống văn minh ở khu dân phố. Tích cực tham gia bài trừ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh, nhất là trong việc cưới, việc tang. Năm 2024 cũng là năm diễn ra Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp. Do đó, Ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền,
tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi trong nhân dân. Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tặng bằng khen cho Ban công tác Mặt trận Tổ 5 phường Nguyễn Trãi vì đã có thành tích xuất sắc 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc giai đoạn 2003-2023. Ủy ban Nhân dân phường Nguyễn Trãi tặng giấy khen cho nhiều hộ gia đình của tổ dân phố số 5 đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục, gia đình có thành tích trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nếp sống văn minh. Chiều ngày 10 tháng 11, đồng chí Thảo Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Văn về công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 10 tháng, phương hướng nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2023. Dự buổi làm việc có đồng chí Vương Ngọc Hà, trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Trong 10 tháng, tuy gặp nhiều khó khăn, các nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội hạn chế, nhưng dưới sự quan tâm của tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Văn đã nỗ lực quyết tâm cao để thực hiện nhiệm vụ. Do vậy, đã có 18 trên 19 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đạt tiến độ theo kế hoạch. Trong đó, nhiều chỉ tiêu đạt cao như lượng khách du lịch đến huyện tăng 90% so với cùng kỳ năm trước, giá trị sản xuất các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp đạt gần 92%, tỷ lệ thôn biên giới có điện đạt 100%, tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 98%, tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn đạt gần 95% kế hoạch. Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thảo Hồng Sơn yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Văn ra soát lại các chỉ tiêu chưa đạt, đặc biệt quan tâm tháo gỡ khó khăn trong thủ tục đầu tư và công tác đền bù giải phóng mặt bằng các dự án để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn, quản lý tốt quy hoạch du lịch, gìn giữ bản sắc văn hóa, cảnh quan thiên nhiên gắn với lựa chọn phát triển mới một số điểm du lịch trọng điểm có dấu ấn riêng. Phải điều chỉnh các tiêu chí, các tiểu dự án trong các dự án, cái nào thẩm quyền của huyện thì đề nghị các đồng chí phải ra lại để các đồng chí đẩy nhanh. Ấy, thời gian còn 2 tháng nữa thôi, nếu không làm là mất cơ hội, không tiêu được tiền. Ấy, tôi nói thẳng là như thế. Ấy, trong 3 chương trình mục tiêu quốc gia và kể cả là vốn đầu tư công, vốn trung ương, vốn của tỉnh, vốn của huyện. Du lịch thì tôi đề nghị thế này thôi, các đồng chí quản lý tốt cái quy hoạch du lịch. Ví dụ như hôm nay là Thèn Pả và Lô Lô Chải, chúng ta cứ giữ như thế, làm du lịch như thế thôi là đẹp. Đúng không ạ? Giá trị nó đi lên ngay. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thảo Hồng Sơn chỉ đạo huyện tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt, làm tốt công tác tổng kết, đánh giá cuối năm, thực hiện đúng quy định về kê khai tài sản, thu nhập cá nhân, tích cực nắm bắt tư tưởng dư luận xã hội và phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác tuyển quân năm 2024. Cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thảo Hồng Sơn đã đi kiểm tra hoạt động của hệ thống bơm nước không dùng điện PAT phục vụ cấp nước sinh hoạt cho thị trấn Đồng Văn tại xã Thải Phiền Tùng. Ngày 11 tháng 11 tại huyện Mèo Vạc, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị khu vực 1 tổ chức lễ bế mạc lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mèo Vạc. Tới dự có đồng chí Thảo Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Vĩnh Thanh, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 1. Sau 12 ngày tham gia khóa học, 43 học viên là lãnh đạo, cán bộ các xã, thị trấn và phòng ban, đơn vị chuyên môn huyện Mèo Vạc được quy hoạch ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã hoàn thành cập nhật, tiếp thu toàn bộ nội dung kiến thức 16 chuyên đề về những vấn đề trọng yếu của đất nước và 4 chuyên đề của địa phương. Các nội dung bồi dưỡng vừa cung cấp những kiến thức cơ bản, vừa bổ sung cập nhật những kiến thức mới về lý luận và giải đáp những vấn đề đặt ra trong thực tiễn, thực hiện nhiệm vụ của các học viên. Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Vinh Thanh đánh giá cao sự tích cực, chủ động trao đổi, tương tác của các học viên với các giảng viên, nhằm soi rọi và vận dụng những quan điểm, nguyên tắc, yêu cầu mới của Đảng và giải quyết những vấn đề thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng chí tin tưởng những kiến thức được bồi dưỡng cập nhật tại lớp bồi dưỡng này sẽ giúp các học viên tiếp tục nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương trong tình hình mới hiện nay. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thảo Hồng Sơn cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của Học viện Chính trị khu vực 1 để tổ chức thành công lớp bồi dưỡng cho cán bộ quy hoạch, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mèo Vạc. Mong muốn các học viên tiếp tục nỗ lực rèn luyện, trao dồi đạo đức cách mạng là tấm gương sáng về phẩm chất, đạo đức, lối sống trong mọi lĩnh vực. Vận dụng hiệu quả, sáng tạo những kiến thức được cập nhật, bồi dưỡng vào thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị công tác, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thảo Hồng Sơn yêu cầu Thường trực Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các cơ quan, đơn vị huyện Mèo Vạc
tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, đào tạo, bồi dưỡng cho các đồng chí được quy hoạch ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện, góp phần đảm bảo sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ lãnh đạo và quản lý, chuẩn bị tốt nhân sự cho nhiệm kỳ 2025-2030. Tại lễ bế mạc, Học viện Chính trị khu vực 1 đã công bố quyết định và trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức cho 43 học viên. Nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2023, ngày 10 tháng 11, Ban Công tác Mặt trận thôn Đức Thành, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư năm 2023. Tới dự có đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, các đại biểu và nhân dân thôn Đức Thành, xã Đạo Đức đã ôn lại kỷ niệm lịch sử 93 năm xây dựng, trưởng thành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá lại việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở thôn. Theo đó, trong những năm qua, người dân thôn Đức Thành đã đồng tâm, hợp sức trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người ở thôn đạt 37 triệu trên một người một năm, 90% hộ đạt gia đình văn hóa, 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường. Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Gia Long biểu dương chúc mừng những kết quả mà nhân dân thôn Đức Thành đạt được trong thời gian qua. Mong muốn thời gian tới, nhân dân trong thôn tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy sức mạnh để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Cấp ủy, chính quyền, ban công tác mặt trận thôn tiếp tục tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đồng thời giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của 9 dân tộc đang sinh sống trên địa bàn, gắn với đó là bài trừ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh. Chiều ngày 10 tháng 11, đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Bản Thăng, xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ. Thôn Bản Thăng có 153 hộ với 739 nhân khẩu, 9 dân tộc cùng chung sống. Trong năm qua, cán bộ và nhân dân thôn Bản Thăng đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau thực hiện tốt các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn minh. Hàng năm, trên 70% hộ đạt gia đình văn hóa, 100% hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh, tình hình an ninh trật tự trong thôn được giữ vững. Phát biểu ngày hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Văn Vịnh chúc mừng những kết quả mà cán bộ, nhân dân thôn Bản Thăng đã đạt được, mong muốn nhân dân trong thôn tiếp tục tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, ra sức thi đua thực hiện đạt kết quả cao hơn nữa 5 nội dung cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, chủ động tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh. Trong khuôn khổ Liên hoan âm nhạc toàn quốc đợt 2 năm 2023, chiều ngày 10 tháng 11, Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hà Giang tổ chức tọa đàm nghệ thuật sử dụng âm nhạc dân gian trong sáng tác hiện nay. Tham dự tọa đàm có 22 chi hội, đoàn nhạc sĩ các tỉnh, thành phố. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung trao đổi các nội dung, vận dụng chất liệu âm nhạc dân gian trong sáng tác, việc bảo tồn bản sắc độc đáo của âm nhạc dân gian cổ truyền, niềm cảm hứng sáng tác các tác phẩm âm nhạc dựa trên các yếu tố văn hóa con người Hà Giang, văn hóa các tỉnh miền núi Trung Du, đồng bằng phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Phương thức sáng tạo âm nhạc sao cho đồng điệu với hơi thở đời sống hiện tại, việc tôn vinh bản sắc độc đáo của âm nhạc dân gian cổ truyền các dân tộc, các nội dung, vấn đề đang diễn ra trong đời sống âm nhạc. Các đại biểu tham dự tọa đàm cũng khẳng định, ở bất kỳ giai đoạn nào, việc khai thác chất liệu dân gian truyền thống dân tộc vẫn luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của các nhạc sĩ sáng tác ca khúc trong quá khứ, hiện tại và còn tiếp tục ở tương lai. Qua buổi tọa đàm, không chỉ là hoạt động giao lưu trao đổi về chuyên môn, mà đây còn là dịp để các nhạc sĩ bàn luận về những gì được và chưa được liên quan đến sự nghiệp phát huy bản sắc âm nhạc dân tộc tại khu vực, để ngày càng nhận thấy vốn quý của âm nhạc dân gian các dân tộc Việt Nam. Sáng ngày 10 tháng 11 tại thị trấn Tam Đảo, Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Sự hội nghị có lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo Hội Nhà báo 6 tỉnh trong khu vực gồm Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc. Năm 2023, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm và nội dung giao ước thi đua,
Hội Nhà báo các tỉnh trong cụm xây dựng kế hoạch hoạt động, phát động các phong trào thi đua gắn với các sự kiện chính trị lớn của địa phương. Trong đó, tập trung vào các nội dung tiếp tục thực hiện chỉ thị số 43 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với giáo dục đạo đức nghề nghiệp người làm báo. Hội Nhà báo các tỉnh cũng đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi như Hội báo Xuân, hỗ trợ các tác phẩm báo chí chất lượng cao, vận động hội viên tham gia các giải báo chí, các cuộc thi báo chí của Trung ương, địa phương. Riêng Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang đã tổ chức trao giải thưởng giải báo chí tỉnh lần thứ 14 cho 55 tác phẩm báo chí xuất sắc, tổ chức xét duyệt hỗ trợ 21 tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2022, xuất bản 2.000 cuốn bản tin Người làm báo Hà Giang. Hội nghị dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận nhằm nâng cao chất lượng phong trào thi đua, hoạt động của Hội Nhà báo. Đồng thời, các đơn vị trong cụm đã bình bầu Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc nhận cờ thi đua. Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang và Yên Bái nhận bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam năm 2023, ký kết giao ước thi đua năm 2024 và bàn giao đơn vị cụm trưởng cho Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang. Thông qua kết nối của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Hà Giang ngày 10 tháng 11, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Hà Nội và các nhà hảo tâm đã tổ chức chương trình dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật, trao tặng quà cho các em học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn tại xã Thằng Tín, huyện Hoàng Su Phi. Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Hà Nội cùng với các nhà hảo tâm đã trực tiếp trao 25 suất học bổng cho các em học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Thằng Tín có thành tích vượt khó vươn lên trong học tập, trao tặng 245 suất quà cho các em học sinh trường mầm non Thằng Tín, tổng trị giá quà tặng là hơn 359 triệu đồng. Bên cạnh đó, hội cũng đã tổ chức cho các em học sinh ăn bữa ăn dinh dưỡng tại trường. Chúng tôi mong muốn thông qua cái chương trình này được lan tỏa cái tinh thần Chữ Thập Đỏ vì mọi người ở mọi nơi. Đặc biệt thông qua chương trình thì chúng tôi mong muốn với những phần quà này phần nào chia sẻ, hỗ trợ, giúp cho thầy và trò nhà trường khắc phục những cái khó khăn. Liên trường xã Thằng Tín hiện có trên 620 học sinh theo học, chủ yếu là dân tộc thiểu số. Cơ sở vật chất, trường, lớp học còn thiếu thốn, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Do đó, những phần quà được nhận trong dịp này sẽ giúp cô và trò liên trường với bớt những khó khăn, góp phần từng bước nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương. Có cái sự phối hợp trao đổi trực tiếp giữa nhà tài trợ với lại cô hiệu trưởng nhà trường để mà có những cái nguồn hỗ trợ nó phù hợp với cái nhu cầu thực tế của địa phương, của nhà trường, tạo điều kiện tốt nhất cho các em được học tập, được vui chơi. Nhà trường rất là cảm động và là cảm ơn những cái tình cảm rất là quý báu của các anh các chị trong Hội Chữ Thập Đỏ Hà Nội. Chương trình dinh dưỡng cho trẻ em nghèo khuyết tật do Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam phát động. Đây là chương trình ý nghĩa thiết thực đối với học sinh nghèo, khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn nhằm bổ sung dinh dưỡng, cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ em nghèo tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, các nhãn hàng đã được bảo hộ tại Việt Nam. Cục Quản lý Thị trường Hà Giang phối hợp với các đơn vị tổ chức gian hàng trưng bày phân biệt hàng thật, hàng giả, giúp người tiêu dùng có điều kiện tiếp xúc, hướng dẫn phân biệt dấu hiệu các sản phẩm hàng thật, hàng giả, vi phạm. Tại các gian hàng, người dân du khách được tự mình trải nghiệm, đối chứng giữa hàng thật với hàng giả, vi phạm của rất nhiều sản phẩm. Mỗi sản phẩm đều có những dấu hiệu nhận biết riêng. Người tiêu dùng được lực lượng quản lý thị trường chia sẻ thông tin, cách thức nhận biết, phân biệt hàng thật, hàng giả đang xuất hiện trên thị trường hiện nay. Nếu có điều kiện thì nên làm thường xuyên. Không chỉ là một điểm đây mà có thể làm nhiều điểm khác nhau. Đấy, để như vậy bà con ta là có cái điều kiện để tiếp xúc, nhìn nhận. Trong số các hàng hóa được trưng bày, gian hàng phân biệt thiết bị giáo dục được người dân và các em học sinh quan tâm nhiều nhất. Bởi hiện nay các sản phẩm sách giáo khoa dễ bị lợi dụng làm giả, đánh lừa nhận biết của khách hàng nếu không lựa chọn đúng các ấn phẩm sách giáo khoa thật, chất lượng tốt sẽ ảnh hưởng tới việc học tập của các em học sinh. Việc phân biệt hàng thật hàng giả thì nó khác biệt về chất lượng hình ảnh và các thông tin, và hàng giả thì nó sẽ không được chính xác như hàng thật. Trong gian hàng thì chúng tôi có phân biệt giữa cuốn sách thật và sách giả, những cái nội dung sai thì chúng tôi đều đánh dấu ra để bà con nhận biết được cái dấu hiệu sách thật, sách giả như thế, để bà con tránh mua phải những sản phẩm giả.
Với 3 gian hàng trưng bày các sản phẩm thuộc 7 lĩnh vực gồm thời trang, mỹ phẩm, thực phẩm, điện tử, gia dụng, hàng công nghiệp, thiết bị giáo dục có trên 1.000 sản phẩm. Đây là những mặt hàng giả mạo nhãn hiệu bị lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, phát hiện và thu giữ. Việc hướng dẫn đối chứng phân biệt hàng thật hàng giả sẽ góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và truyền thông tới người dân. Đây là những cái sản phẩm mà nó hiện hữu với cái đời thường nhất của người dân. Là chúng tôi cũng mong rằng là đưa những cái sản phẩm này ra ấy, thì người dân sẽ thấy được để so sánh đối chứng cái giữa cái hàng thật hàng giả để người dân mua được những cái sản phẩm tốt nhất ở trên thị trường. Việc trưng bày phân biệt hàng thật hàng giả giúp người tiêu dùng nâng cao khả năng nhận biết sản phẩm, chủ động tham gia đấu tranh chống hàng giả, góp phần tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh chân chính và người tiêu dùng. Ngày 10 tháng 11, Cục Quản lý Thị trường Hà Giang phối hợp với các ngành liên quan tiến hành khám xét, kiểm tra tại các cơ sở đang lưu trữ các bình chứa ga, sau khi có đơn đề nghị về việc có tình trạng lưu trữ trái phép giả mạo các nhãn hiệu. Sau khi nhận được đơn đề nghị của các chủ sở hữu bình chứa ga mang nhãn hiệu Vạn Lộc, Thăng Long Petro, Venus Petro, Petrodex, Cục Quản lý Thị trường Hà Giang đã phối hợp với các ngành chức năng khám kiểm tra tại hai địa điểm có kho bình chứa ga, gồm cửa hàng xăng dầu km 22 thị trấn Vị Xuyên và tại bãi đất có quây tôn của ông Hoàng Đình Thái ở km 5 thôn Tân Đức, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên. Qua kiểm tra ban đầu cho thấy, tại hai địa điểm nêu trên có rất nhiều bình chứa ga mang các nhãn hiệu khác nhau. Hiện vụ việc đang trong quá trình khám và triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Lực lượng chức năng sẽ tiến hành các bước kiểm tra xác minh chặt chẽ nhằm đảm bảo tính công minh của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của các chủ thể cũng như quyền lợi của người tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này không khí lao động sản xuất tại các công trình thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì đang diễn ra rất khẩn trương. Các nhà thầu, đơn vị thi công huy động thêm nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành khối lượng công việc theo hợp đồng ký kết. Công trình trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Hoàng Su Phì gồm 2 hạng mục là nhà lớp học 3 tầng 7 gian và nhà 3 tầng 9 gian với tổng mức đầu tư trên 12,5 tỷ đồng. Công trình được khởi công từ tháng 12 năm 2022 theo kế hoạch sẽ hoàn thành và bàn giao vào tháng 12 năm 2024. Tuy nhiên, về phía nhà thầu thi công đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu bàn giao công trình trước 1 năm so với hợp đồng. Tranh thủ thời tiết thuận lợi thì sẽ huy động thêm nhân công và máy móc và chia thành nhiều tổ đội kíp để sớm hoàn thành nhiệm vụ, sớm bàn giao được công việc trước thời hạn 25 tháng 12. Cùng với sự chủ động đẩy nhanh tiến độ của các nhà thầu, trong quá trình thi công, các công trình thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia đều có sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong giám sát chỉ đạo kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn, chất lượng và hiệu quả. Đơn vị tư vấn giám sát tôi cũng đã thường xuyên liên tục có mặt tại công trường để kiểm tra và đôn đốc nhà thầu, tập trung vật lực, nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, đạt được theo kế hoạch đề ra và tiến độ để giải ngân vốn. Giai đoạn 2021-2025, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Hoàng Su Phì làm chủ đầu tư tổng số 44 công trình thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia với tổng mức đầu tư trên 200 tỷ đồng. Hiện giải ngân được trên 83 tỷ đồng, có 12 công trình đã hoàn thành và 32 công trình đang thi công. Để đẩy nhanh tiến độ công trình, Ban đã tăng cường công tác quản lý, kiểm tra cũng như hỗ trợ nhà thầu giải quyết những vướng mắc trong quá trình thi công. Để đảm bảo tiến độ giải ngân, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện đã mời các đơn vị thi công làm việc tại Ban, từng nhà thầu một để làm cam kết tiến độ giải ngân đúng theo kế hoạch mà tỉnh, huyện đã giao. Một cái giải pháp nữa là Ban Quản lý Dự án Đầu tư huyện là đã giao cho từng đồng chí cán bộ phụ trách từng công trình hàng ngày là phải đi giám sát, đôn đốc đơn vị thi công đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng về công trình và đảm bảo giải ngân theo kế hoạch. Hiện nay, việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Với sự vào cuộc quyết tâm của chủ đầu tư, nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan sẽ đảm bảo thực hiện các công trình đúng tiến độ, góp phần vào công cuộc giảm nghèo, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang xin được kết thúc tại đây. Để xem lại chương trình, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web hagiangtv.vn hoặc kênh YouTube Hà Giang TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.